Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Vietface TV. Thưa quý vị, ngày hôm nay thay vì chương trình về tin tức kinh tế và tài chính, Thanh Thảo gửi đến quý vị phần nói chuyện đặc biệt của chúng tôi với nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên thắng giải Grammy danh giá, đó là cô Sangeeta Kaur Theresa Mai. Cô còn có tên tiếng Việt là Mai Xuân Loan. Và cô sẽ đến với chúng ta để nói một câu chuyện, những cảm nghĩ và con đường khó khăn gian khổ của cô để đi đến cái vinh quang ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện hôm nay. Xin kính chào Theresa Mai. Dạ, chào chị Thanh Thảo và chào khán giả của đài Vietface TV. Đây là lần đầu tiên Theresa Mai với Thanh Thảo mới có chuyện nói chuyện, có dịp nói chuyện với nhau, chứ mình còn hát với nhau hát một số nhau lần. Hát với nhau là khác mà hôm nay mình được nói chuyện. Đúng vậy. Cái điều đầu tiên mà tất cả khán giả của Vietface TV cũng như Thanh Thảo rất là mong muốn được biết đó là cảm nghĩ của Theresa Mai khi mà nhận được cái tin là mình thắng giải Grammy và bước lên sân khấu. Yes, cái ngày đó đó chị, là em cũng không có ngờ là mình sẽ thắng. Tại vì trong cái list đó là ca sĩ rất là nổi tiếng mà có một cái relationship với lại Metropolitan Opera, mình nghĩ là we're kind of the little people. Thì lúc mà mình nghe cái tên Sangeeta đó, mà nghe San thôi á, là mình đứng là mình laugh. It was just so surprising. Mình không có ngờ là mình sẽ thắng. Ngày đó em rất là vui, mà vui cho gia đình, cho family của em, và vui cho cộng đồng Việt Nam của mình, bạn bè của mình. It was a wonderful, memorable experience. Một cái experience mà em không có thể quên được. Cái vinh quang đó nó chỉ có vài phút đồng hồ, rồi mình sẽ có tin tức, có hình ảnh khắp nơi để mình nhớ lại. Nhưng mà cái quá trình để đạt được vinh quang chắc chắn là rất dài và gian khổ. Theresa Mai có thể nói với khán giả cái quá trình của em nó kéo dài bao lâu và em phải qua những chặng nào hay không? You mean cái speech của em? Cái con đường để em đến tới đây hôm nay gosh. Cái đường đó cũng rất là mình thấy dài, nhưng mà em bây giờ thấy cái này cũng là một cái new beginning. Mà trước khi hôm nay đó là em cũng rất là mê nhạc từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới mới có 4 tuổi mà em nhớ em nghe cái nhạc của The Sound of Music. Từ đó đó là em mê luôn, tại vì cái giọng hát của mấy đứa nhỏ, giọng hát của Julie Andrews là mình muốn bắt chước, không mà mình muốn imitate mấy cái giọng hát này. Mà classical music lần đầu tiên em nghe là mới có 4 tuổi à. So từ đó là mình cũng hát trong ca đoàn, giống như để chơi thôi, just because it makes you happy. And lớn lên, lên tới senior year high school, mình mới nghĩ là maybe đó mình sẽ đi học về nhạc. Nhưng mà chưa, em thì đi học về nhạc minor music, không, em là major biology. Tại vì bố mẹ của em, tại mình lớn lên ai cũng nói con lớn lên phải thành bác sĩ hoặc là luật sư or engineer or something, thì mình cũng nghe lời, hy sinh mình nghe lời. Mà tới tuổi là Teresa cũng thấy, hồi nhỏ em cũng hơi stubborn. Cái gì mình muốn thì mình sẽ có, mình phải do whatever you can to get it. Thì mình cũng chọn cái đường nhạc, tại vì em nhớ là cô giáo Melody Versosa, Melody Versosa ở trường học Santa Ana College, nghe em hát xong rồi bắt đầu đưa cho em mấy cái bài opera. Lần đầu tiên em nhận được opera tập bài này, and I said it feels so different. Mình thấy cái giọng hát nó rất là thoải mái, nó rất là, you know, mình ở trong người mình thấy nó so khỏe, hát mình thấy khỏe. And Melody said to me, nếu mà Teresa muốn đi cái đường này đó, mình sẽ giúp Teresa, mình sẽ cho tiền scholarship để đi học thêm. And hơn một năm thôi đó thì Teresa cũng chọn cái đường đó. Từ đó cũng là cái beginning mới, tại vì mình phải đi học rất là nhiều, 20 năm, học về classical music, học về theater, học về tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, everything. Đúng right rồi. Chị cũng biết là chị hát right? Right, so cũng là một đường dài. I also think, em nghĩ also là mình phải có cái đường dài này để mình develop cái confidence. Tại vì ở trong trường học đó, mỗi lần mình hát
có 10 cô giáo, thầy giáo ngồi đó canh mình, nghe mình, nhìn mình, criticize. Cái này hát đúng, cái này hát sai, cái này hát đúng, cái này đẹp, cái này không có đẹp. Thì mình cũng có cái criticism, cái đó cũng, you know, affect mình, cái confidence của mình. Nhưng mà sau em đi học ra đó, em mới bắt đầu tìm cái true artistry, cái independent artistry, cái idea mà em muốn là từ từ mình làm được, không có ai nói cái gì được hết, không có thầy, không có anyone. So từ đó là em discover cái artist ở trong người mình, you know. And I feel that's when cái confidence nó develop. Lúc đó là cũng là cái success từ từ nó lên, tại vì mình làm cái ý của mình. Chị có nhớ là lần đầu tiên chị biết đến Teresa Mai, hoặc là tên Việt Nam của em là Mai Xuân Loan. Yeah. Lúc đó người ta giới thiệu là Sangeeta Cure. Yeah. Teresa Mai. Uh-huh. Không biết. Còn có người nói ô có tên là Loan. Thì cuối cùng lúc mà chị thấy em lần đầu mà thấy em hát rất là hay là lần Việt Face TV có cái chương trình gây quỹ Việt Love for Japan, vì nước Nhật lúc đó bị sóng thần với lại bị cái lò nguyên tử nó bị hư đó. Cho nên em ngồi ở trong sân khấu, trong trước khi em hát thì có rất nhiều người đứng lên hát đủ thứ thể loại nhạc. Nhạc quê hương cũng có, nhạc tình, chữ tình cũng có. Nhìn thấy em ngồi dưới cái sân khấu, em hò. Thấy cái cô này lạ quá, mà thật sự cái giọng rất là lạ mà cũng hay lắm. Mà mình không có, tại vì nó mới quá. Thì lúc đó người ta mới nói là hình như là em cũng là yogi. Thì em có thể nói một chút xíu cái tại sao em chọn cái hướng đó không? Chắc chị cũng hiểu là mấy cái experience như vậy trong cuộc sống của mình cũng không có tự chọn. Right, mình cũng hiểu là cái này cũng là cái duyên. So yoga với lại meditation cho em thấy là một cái duyên cho em, một cái blessing thật là lớn. Yoga với lại meditation thay đổi nguyên cái cuộc sống của em. Em mới có bắt đầu, hồi em mới có 25, 26 tuổi, cũng lớn rồi. Nhưng mà cái lúc mà em bắt đầu thiền và tập yoga, em thấy nguyên cái life của em thay đổi. Tại vì nó bắt đầu từ cái mind của mình, and then our hearts. Em tìm ra được cái true purpose của em. Mà từ đó là em có học về nhạc rồi, em ra trường rồi. But the music, nó thay đổi cái cách mà em cũng hát thay đổi. Tại vì đó em bắt đầu em hát mấy cái mantra music, mà lúc nào mình cũng hát mantra không có phải để mình lên sân khấu mình điệu, or you know, không có phải nhạc tình, cái này là nhạc tâm linh. So mỗi lần em hát một bài opera, em cũng muốn tìm cái feeling giống như em đang hát một bài mantra. Tại vì cái feeling đó nó rất là yên, it's very pure, and so mình muốn transfer cái feeling đó vô mấy cái bài hát khác của mình, you know. And I think như vậy đó, khán giả sẽ nghe cái bài đó mà nó thấm vô sâu hơn được cho mọi người. Như có ai gọi, như có ai hướng dẫn em để đi vào cái hướng mà hát loại nhạc mantra không? Lúc mà em dọn qua bên New York, tại vì em ở Ý, xong rồi em muốn về lại Mỹ mà em không có về Cali. Em sống ở đây, em sinh ở bên Cali, nhưng mà em muốn try cái gì khác. Em qua New York, mà mọi người tưởng là mình đi New York là nó rất là busy and crazy. Mà ở bên New York, chị em tìm thầy thiền, thầy yoga, thầy mantra, very strange, rất là lạ. Mà mình gặp người ta ở bên đó, thì có một người producer giới thiệu với em mấy cái bài hát mantra mà contemporary. So producer này mời em vô studio để tập một bài, mà em không có hiểu một câu em đang nói, em đang hát, nhưng mà mình thấy it's so beautiful, thì mình cũng hơi ghiền, mình cũng hát hoài. Nhìn tiếng Ý nó rất là đẹp. Mình cũng không hiểu. And then sau đó em mới bắt đầu hiểu mấy cái lời, cái mantra này ý nghĩa là cái gì. And mình cũng thấy là nó có thay đổi cái spirit của em. So
Và Theresa May cũng đã có produce và giới thiệu ra ngoài rất là nhiều đĩa nhạc về loại mantra đúng không? Có thể giới thiệu với khán giả một chút xíu về những cái đĩa đó không? Nói lướt qua. Yeah, so Theresa có produce bây giờ là một hay là bốn đĩa, một năm năm đĩa mantra rồi. Nhưng mà đó em thì thích mix cái genre, tại vì mình là opera singer, mình tập 20 năm rồi, thì trong cái cuốn đĩa của em á là mantra, nhưng mà mình vẫn có violoncello, piano, violin, so em cũng thích mix cái orchestra, string quartet, nhưng mà em sẽ hát mantra để cho nó uplift hơn, nó hơi lạ, nó modern hơn, thì em cũng bỏ ra 4 CD rồi. Cái CD mà thắng giải Grammy là cái thứ năm của em. Cái CD mà thắng tên là Mythologies. Tức là thần thoại. Mythologies của Greek mythology đó chị. Thần thoại hiện. Mà cái cô mà viết bài, cái cuốn này em không có viết. Cái này là của Danae Vlase từ bên Pháp. Tại vì she là nửa Greek, nửa Pháp. So she viết nguyên cái cuốn album này. Hai cái giọng hát she viết cho em với lại cho Hila Plitman, cái cô kia mà hát chung ở trên cuốn này. So cái đó cũng hơi đặc biệt, tại vì không có nhiều lần một người composer viết cho ai, mà nếu mà có người viết cho mình, nó đúng y hệt cái giọng hát cho mình, nó vừa everything, you know, it feels amazing. So cái cuốn này it's amazing, tại vì ba người bạn thân mình làm chung với nhau trong một năm during the pandemic, xong rồi ba người bạn thân thắng chung với nhau, you know, hạnh phúc quá. So I it's a blessing, it's really a miracle. Like on the stage em cũng nói cái này là một cái miracle, mà mình phải hiểu là cái này it's possible, anything is possible. Nhưng mà cũng phải cần 20 năm tập luyện để tìm cái đường hướng của mình và đi theo cái đường hướng đó, và đừng có you know, đừng có bị ai chia. Nhưng mà không có cái gì dễ hết. Đúng rồi, không có gì dễ hết. Nhưng mà mình làm, mình phải làm với lại nguyên cái tâm của mình. And that's the secret. Phải làm với lại nguyên cái tâm của mình. Hiện nay Theresa May không những là một người thắng giải Grammy và có niềm vui rất là hạnh phúc với bà, nhưng mà em còn có một cái role model, hoặc là người Việt Nam người ta gọi là một cái hình tượng đó, là một cái người đi trước để mở đường cho giới trẻ sau này. Như em nói là không có cái gì mà không thể xảy ra, có thể xảy ra, dĩ nhiên là phải cần sức, công sức, cần con đường và nhiều khi may mắn nữa, may mắn nhỏ xíu thôi, nhưng mà cũng phải có a little bit of luck. Đúng rồi, nhưng mà còn tất cả là công sức. Yeah. Thì em có thể cho những cái giới trẻ đang xem chương trình này và muốn đi theo cái hướng của em, chắc chắn là phải nghe bố mẹ la hoặc là nói là tại sao chọn con đường này, thì em có thể khuyên họ hay không? You know what, chị, even though mình nói là tại vì bố mẹ của mình cũng hồi nhỏ là they không có muốn em đi đường này, tại vì maybe không có tiền, không có success, không có stability, you know. Nhưng mà đó, em nhớ là em rất là stubborn. Tại vì không có phải tại mình muốn stubborn, mình muốn là người khó tính, nhưng mà tại vì mình believe rất là nhiều ở trong lòng mình là cái này là cái đường đúng cho mình. And I could not stop that. And so cái advice của Theresa cho tụi trẻ là nếu mà mình có một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó mình không có bao giờ giống như bỏ qua được á, or mình không có bao giờ thấy là mình đi đường khác được á, mình phải đi cái đường mà mình đang really believe có cái ước mơ đó. Tại vì nếu mà mình đi cái đường đó đó, mình sẽ thấy hạnh phúc, người ta trong quanh mình cũng thấy hạnh phúc, cha mẹ của mình từ từ cũng hạnh phúc, you know, bạn bè của mình. And it's important, tại vì art and music, chị cũng hiểu, là một cái giống như cái medicine, it's healing. Đời mình, cái cuộc sống của mình, cái world này, we need healing music and art. Yes. And nếu mà mình làm được, mình phải làm, cái đó là một cái responsibility của mình, để mình balance cái world này.
Cảm ơn Theresa mới nói dùm cho Thanh Thảo. Thì cũng có nhiều người nghĩ Thanh Thảo tại sao làm tài chính thành công mà tại sao cứ thích hát. Đây là một cái đam mê và một là cái đam mê. Nó là cái hạnh phúc. Yes. Mình hạnh phúc đem cho mình và đem cho những người nghe. Yeah. Nữa. Yeah. Bây giờ mình sẽ trước khi ngừng chương trình, Thanh Thảo muốn Theresa Mai nói với khán giả là em nói cái gì lúc em nhận cái giải Grammy cùng với bạn của em, ba người bạn hạnh phúc. Oh gosh, so chị biết là lúc mình lên mình có 45 giây thôi. Cả ba người cộng lại. Ba người. Thì Danae Hiller với lại em, mình đang làm tóc, make up sáng đó, sáng hôm đó. And mình phải split up. Okay, Danae, mình definitely phải nói cảm ơn người này, người này, người đó. Okay, Danae sẽ nói, Sangeeta sẽ nói cái gì. So mình phải split up nguyên cái speech. Thì ngày đó là em nói cảm ơn cái Recording Academy, cộng đồng Grammys, tại vì cộng đồng Grammys là người mà vote cho mình, mà believe in you, so it was such a beautiful thing. Em xin cảm ơn gia đình của mình, tại vì ngày đó em cũng có hơn 400 người đi Las Vegas ngồi ở trong audience để support mình, so you know, family của em rất là supportive, and it's a blessing như vậy đó. I said thank you to my husband. Anh tên là gì? Trịnh Hồng Hoàng Hải. Yeah. Yes. And also, em nhớ là em cũng nói là mình có thắng cái Grammy này hôm nay, tại vì cái này là một cái miracle. Miracle tại vì ba người bạn thân làm cái mà mình yêu thích nhiều nhất, mà Chúa có nghe, the universe có nghe. Xong rồi cái này là một cái quà cho mình. Cái này là một cái miracle, một cái quà tặng cho mình. Tại vì mình làm cái mà mình làm với lại cái tâm của mình. And I believe that. Và khi em nói xong khán giả vỗ tay thì em có nghĩ giây phút đó nó là thật hay không, hay là mình hạnh phúc quá không còn không biết là mình đang sống trong mơ hay không? Mình không có thời giờ để nghĩ tới cái gì. Sau đó even hôm nay là 4 ngày qua rồi, em cũng chưa có 100% believe là em có thắng với lại cái group của em, cái Grammy. Chưa, chắc một tuần nữa nó mới thấm vô. không biết là bao nhiêu lâu nó thấm vô, nhưng mà đây là một cái món quà suốt đời em. Yeah. Có thể dùng được, em có thể. Yeah. Hãnh diện là em đã công sức em được trả. Yeah. Và có những người ở ngoài đó vẫn còn rất là yêu thích cái nhạc của em. Đó. Yeah. Là cái niềm hạnh phúc nhất đối với những nghệ sĩ. Yes, yes. Chị cũng muốn thay mặt cho Việt Festival cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian đến với Việt Festival. Yeah. Chia sẻ câu chuyện của em. Cảm ơn chị rất nhiều. Và chị chúc mừng em trên cái con đường nghệ thuật kế tiếp, em sẽ còn. Yeah. Đạt nhiều thành công nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn đài Việt Face TV. Mỗi lần có cái gì Việt Face TV cũng ủng hộ cho em, thì em rất là cảm ơn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Mời quý vị tiếp tục xem và xin kính chào tạm biệt.